Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai hiện có khoảng 40.000 hecta quế. Khi được các tổ chức quốc tế hỗ trợ, nông dân một số vùng đã thực hiện canh tác quế theo tiêu chuẩn hữu cơ, giúp gia tăng thu nhập từ 20 đến 30%. Quế hữu cơ không chỉ là thương hiệu mà còn đang giúp người dân khẳng định trình độ sản xuất lâm nghiệp tiên tiến. Giấy chứng nhận hộ nông dân sinh thái. Đây là giấy thông hành và cũng minh chứng cho một phương thức sản xuất lâm nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường. Thay cho phun thuốc bảo vệ thực vật, diệt cỏ, thì nay người dân đã làm cỏ thủ công như thế này. Vừa tạo ra sản phẩm an toàn, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người sản xuất. Phải cố gắng để phát cỏ. Ví dụ như mình có cây quế ở gần bờ ruộng hay là nương lúa gì đấy, thì tuyệt đối chúng ta không được phun cái thuốc trừ sâu hoặc là thuốc trừ cỏ ở quanh khu vực đấy, bởi vì nó sẽ rất dễ để nhiễm độc. Trong 3 năm qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nông dân một số vùng trồng quế của Lào Cai được trang bị kiến thức kỹ thuật trong việc trồng quế hữu cơ, đồng thời thành lập tổ nhóm thực hiện liên kết với doanh nghiệp để phát triển thị trường. Cách làm này giúp mỗi tổ nhóm trồng quế cùng hoạch định kế hoạch sản xuất phù hợp. Tổ nhóm thì chúng tôi liên kết bên công ty, thì người ta sẽ đặt hàng chúng ta là đợt này lấy bao nhiêu tấn thì chúng tôi làm theo số lượng như thế, nó không bị thừa, không bị ế sản phẩm. Theo tôi nghĩ là tất cả bà con mà tham gia làm quế hữu cơ ấy, cái mức sống nó sẽ được nâng lên. Tin tưởng rằng mấy năm nữa thôn chúng tôi cũng 100% là quế hữu cơ rồi, lúc đó bán ra thị trường, dân kinh tế hộ gia đình sẽ phát triển lên. Lào Cai hiện có hơn 3.630 hecta quế đã được cấp chứng nhận hữu cơ. Đón trước vùng nguyên liệu này, công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến quế hữu cơ tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Đây là dự án đầu tiên trên địa bàn tỉnh đầu tư vào xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quế hữu cơ, là cơ sở để ngành nông nghiệp xây dựng chiến lược phát triển cây hữu cơ trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh trong cái nghị quyết về phát triển lâm nghiệp sẽ có một cái nội dung liên quan đến cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho phát triển quế hữu cơ, đảm bảo cho cái việc mà phát triển bền vững. Đồng thời đó thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để xuống cơ sở để tổ chức vận hành rồi hướng dẫn nhân dân xây dựng các tổ nhóm nông dân rồi xây dựng các cái tổ chức sản xuất liên kết sản xuất nó từng bước đi vào theo yêu cầu thị trường và sản xuất hàng hóa. Vùng nguyên liệu rộng lớn trải đều ở các địa phương. Trong tương lai, mỗi gia đình canh tác quế hữu cơ cần phải có một mã số cụ thể dán vào sản phẩm quế của gia đình mình. Có máy đo kiểm tra chất lượng tại chỗ để loại bỏ kịp thời các lô hàng không đủ tiêu chuẩn. Khi được thực hiện, những việc làm này sẽ góp phần đưa thương hiệu quế Lào Cai ra với thế giới.